Hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2018, thứ tư tuần thứ hai Phục Sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ: trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sa Đốc, lòng đầy phẫn nộ, họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, thiên thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này. Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy. Lúc bấy giờ, vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra thì không thấy ai ở bên trong cả. Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: kìa, những người mà các ông đã tống ngục hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ. Bây giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, vì sợ bị dân chúng ném đá. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kìa, người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Kìa, người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. Kìa, người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, các bạn khỏi hổ người bẻ mặt. Kìa, người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Kìa, người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bên chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai nương tựa ở nơi Người. Kìa, người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Alleluia, Alleluia. Thánh thần sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin ở con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của Người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Và đây là án luận phạt, là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc mà làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp
Đón nhận hay chối từ Chúa Con chính là đón nhận sự sống hay bị kết án. Chính vì tình yêu thương bao la mà Thiên Chúa đã ban Con của Ngài cho chúng ta. Cầu nguyện là Chúa trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi con yêu quý một số vật dụng cách quá đáng, trong lúc ấy lại xem thường những gì đáng quý. Con chăm lo bộ ghế, chiếc xe, tivi, đồng hồ, quần áo, vân vân. Thế mà có những điều rất đáng quý, nhưng đôi khi con lại xem thường. Con lao thân vào cơn say sưa chạy chén, mà bất kể đến hậu quả tổn hại cho sức khỏe bản thân và làm hại gia đình, con không biết quý trọng sự ấm êm trong gia đình. Con chưa ý thức rằng có một người cha đức độ, có một người mẹ đảm đang, có một người con ngoan ngoãn là con đã có được một hồng phúc cao cả. Con chưa biết rằng có một sức khỏe tốt là ơn Chúa ban, có một công ăn việc làm ổn định là ơn Chúa ban. Nhất là vì yêu thương thế gian, Chúa đã ban Chúa Giêsu cho chúng con, người là nguồn mạch sự sống của chúng con, và cho chúng con được mang danh Kitô hữu. Ôi, phải chi con nhận ra ơn huệ Chúa ban. Đôi khi trong thực tế hàng ngày, con thấy ngại cầu nguyện, thấy sao nặng nề mỗi khi đến nhà thờ, mỗi khi gặp gỡ Chúa. Là Chúa, con đã thích bóng tối hơn ánh sáng, đã muốn chìm vào trong thế gian này mà không muốn mở rộng đôi tay đón nhận ơn cứu độ, đón nhận con một, đón nhận tình thương quá to lớn của Chúa. Là Chúa, xin mở đôi mắt con, xin nhóm lên trong lòng con nguồn sáng của Chúa, đốt lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, để con trở nên con cái sự thật và nên con cái của Chúa là Cha chúng con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đám cưới vĩ đại nhất. Một trong những đám cưới được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đó là đám cưới của Alexander Đại Đế với công chúa Roxanne của Ba Tư vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Khi quyết định lấy một người Á Châu, dĩ nhiên Alexander theo tiếng gọi của con tim. Nhưng qua cuộc hôn nhân này, ông muốn biểu tỏ ý muốn thống nhất tất cả lãnh thổ đã được chinh phục từ Đông sang Tây. Ông cũng hy vọng có một người con nối dõi với hai dòng máu Đông Tây để thống nhất hai phần đất của địa cầu. Đám cưới được cử hành trong vòng 7 ngày 7 đêm, nơi nơi đều có yến tiệc. Và để tăng thêm phần long trọng, Alexander đã cho tổ chức những cuộc tranh tài thể thao. Thế vận hội đã được khai sinh từ đó. Chính đại đế là người đích thân trao giải thưởng cho những người thắng cuộc. Thông thường, hoàng đế trao tặng những chiếc cúp bằng vàng. Nhưng người được coi là đoạt được nhiều giải thưởng nhất trong cuộc thi thế vận hội đầu tiên ấy chỉ nhận được có mỗi một cành lá. Alexander Đại Đế giải thích như sau: chỉ có vinh hiển mới có thể tưởng thưởng được người xuất sắc nhất. Có một hôn lễ còn vĩ đại gấp bội so với hôn lễ của Alexander Đại Đế với công chúa Roxanne. Đó là hôn lễ của trời và đất, của Thiên Chúa với nhân loại. Đây là cuộc hôn lễ mà loài người đã chờ đợi từ khi có mặt trên trái đất. Hôn lễ ấy diễn ra qua việc con Thiên Chúa xuống thế mặc lấy xác phàm. Ngài đến không kèn, không trống, không quân đội, không thế vận hội. Ngài không mang lại các cúp vàng, Ngài không chỉ trao cành lá vinh thắng cho một người, nhưng cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể chiến thắng cho cuộc sống của mình và ai cũng có thể nhận lãnh cành lá vinh hiển ấy. Ai trong chúng ta cũng có một phần thưởng vô giá, ai trong chúng ta cũng là người đoạt giải nhất, và ai trong chúng ta cũng nhận được cành lá vinh hiển của sự sống đời đời với Chúa Giêsu, là Đấng đã thắng thế gian và đang tiếp tục chiến đấu bên cạnh chúng ta. Chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng sẽ chiến thắng. Bài trích sách lẽ sống.